cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay từ đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, luật sư Nguyễn Anh Thơm thuộc đoàn luật sư Hà Nội, người được ủy quyền đại diện cho gia đình anh Vũ Minh Đức, 31 tuổi quê Ninh Bình, tạm trú thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, tử vong sau khi làm việc với công an huyện Long Thành, Đồng Nai, làm việc với cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, luật sư Thơm là người bảo vệ quyền lợi cho gia đình anh Đức trong suốt quá trình giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật. Luật sư Thơm cho biết, bước đầu tôi đã làm việc với cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh và nộp đơn theo đúng quy trình thủ tục. Hiện cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng đã tiếp nhận hồ sơ từ công an huyện Long Thành để điều tra. Trước đó, gia đình anh Đức nhận thông báo của cơ quan huyện Long Thành, nội dung là việc khiếu nại của gia đình anh Đức thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Vì vậy, công an huyện Long Thành đã chuyển tố giác kèm theo tài liệu có liên quan cho cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao để giải quyết. Như đã đưa tin, sáng ngày 22 tháng 3, anh Đức đến làm việc với đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội theo giấy triệu tập vì có liên quan đến một sự việc gây dối trật tự công cộng trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, anh Đức được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Theo giấy báo tử của Bệnh viện Trợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh, nguyên nhân anh Đức tử vong là do hôn mê sau ngưng hô hấp tuần hoàn theo dõi tổn thương não sau ngưng tim, suy thận cấp, tổn thương thận cấp, suy gan cấp, tổn thương gan cấp, tổn thương phần mềm, đùi phải trái liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh Đồng Nai đình chỉ công tác đối với Đại úy Thái Thanh Thương, cán bộ điều tra, phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và điều tra viên Lưu Quang Trung, cán bộ thuộc đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Long Thành. Đây là hai cán bộ triệu tập và làm việc trực tiếp với anh Vũ Minh Đức. Mới đây, Công an quận Bình Tân đã bàn giao hồ sơ vụ án mạng xảy ra trên đường Khiếu Năng Tỉnh, phường An Lạc A, quận Bình Tân cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh thụ lý theo thẩm quyền. Đây là vụ án mạng khiến ba người thương vong mà nguyên nhân xuất phát từ những mâu thuẫn vụn vặt như để chó chạy lung tung, phóng uế và nhậu nhẹt hát karaoke gây ồn ào. Theo hình ảnh camera an ninh từ hiện trường vào khoảng 23 giờ 18 phút ngày 3 tháng 4, VCA khoảng 34 tuổi đi đâu đó về và to tiếng đập cửa hai vợ chồng hàng xóm là ông NXH khoảng 38 tuổi và vợ là bà NTMT khoảng 40 tuổi, quê Bến Tre. Hai vợ chồng mở cửa ra nói chuyện coi, tao nè, kế bên nhà nè. Người này nói và đập cửa trong trạng thái như đã say xỉn. Khi hai vợ chồng ông Hát và bà T mở cửa ra, thì ông A nói rằng, mày kiếm tao hả? Hai vợ chồng nói, anh xỉn rồi, nghỉ đi, bữa giờ không có gì hết trơn nha. Nhà tôi không động chạm gì bên anh hết nha. Hở ra kiếm chuyện với nhà người ta là sao? Tôi đang báo công an xuống đó. Lúc đó, VCA đi về, một phụ nữ được cho là chủ nhà cho hai vợ chồng ông Hát và bà T thuê cũng đi ra. Lúc này VCA từ cơ sở nha khoa kế đó đi ra, trên tay cầm hung khí tấn công ba người đang có mặt. Bà T nói: "Anh làm gì vậy?" và lao vào can thì bị A đâm trúng người, người chủ nhà cũng bị đâm nhưng may mắn chỉ bị sượt té xuống, riêng ông Hát bị tấn công và bỏ chạy thì A truy đuổi nhiều người sau đó hô hoáng kêu cứu lúc này bà T đã cục tại chỗ trọng thương và không qua khỏi công an phường an lạc a công an quận bình tân sau đó có mặt phối hợp cùng người dân đưa các nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu người phụ nữ chủ nhà và ông hát may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng vca cũng được đưa về trụ sở để lấy lời khai làm rõ năm thanh niên đã thừa nhận hành vi Người đàn ông là chủ nhà cho nạn nhân thuê cho hay nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn từ trước. Hai bên đã có mâu thuẫn nói qua lại. Lúc xảy ra vụ việc, vợ tôi có ra can ngăn cũng bị anh ta tấn công trượt, chỉ bị té xây xước, người đàn ông nói. Cũng theo người này, hai vợ chồng nạn nhân mới thuê nhà được vài tháng làm giặc là người tấn công ở tiệm nha khoa kế bên. Một hàng xóm cho biết hai bên đã có mâu thuẫn từ trước về những vấn đề như hát karaoke kẹo kéo, nhậu cái ồn ào để chó chạy lung tung, phóng uế và đỉnh điểm mâu thuẫn là vụ án mạng. Tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 3 vừa qua, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cục An ninh điều tra A09 đã khởi tố và bắt tạm giam thêm 3 bị can trong vụ án liên quan đến công ty Xuyên Việt Oi. Như vậy, vụ án xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oi và một số cơ quan tổ chức liên quan hiện có 14 bị can, nhiều người trong số này là các cựu quan chức cấp bộ ngành địa phương. Hôm 21 tháng 12 năm 2023, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với ông Đỗ Thắng Hải, sinh năm 1963, Thứ trưởng Bộ Công Thương về tội nhận hối lộ theo quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự theo bộ công an việc khởi tố ông đỗ thắng hải có liên quan đến quá trình điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đưa vào nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi Tại kỳ họp thứ 34 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Đỗ Thắng Hải cùng nhiều lãnh đạo khác của Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương, các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 bị xác định có những vi phạm khuyết điểm trong tham mưu ban hành cơ chế phát triển điện mặt trời, điện gió tham mưu, ban hành cơ chế kinh doanh, điều hành nguồn cung ứng, cấp phép kinh doanh xăng dầu, lập thẩm định phê duyệt, tổ chức đấu thầu, thực hiện các dự án gói thầu do AIC thực hiện. Trước ông Đỗ Thắng Hải, ngày 14 tháng 12 năm 2023, cục A09 Bộ Công an áp dụng biện pháp tố tụng tương tự đối với bị can Lê Đức Thọ, sinh năm 1970, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre, về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Mới đây, A09 khởi tố thêm Vũ Trung Thành, Giám đốc VietinBank chi nhánh Thanh Xuân về hành vi đưa hối lộ. Ngoài những cá nhân trên trong quá trình mở rộng điều tra vụ án, A09 Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam hàng loạt cựu cán bộ thuộc Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh gồm Đặng Công Khôi, phó cục trưởng Cục Quản lý giá Bộ Tài chính, Hoàng Anh Tuấn, Phó vụ trưởng vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương, Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên cục trưởng cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh, Trần Duy Đông, nguyên vụ trưởng vụ thị trường trong nước, Phó cục trưởng cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương. Bên cạnh đó còn có các bị can Phan Kiến Anh, Giám đốc chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn, Đồng Xuân Dũng, lao động tự do. Về phía công ty Xuyên Việt Oi, cơ quan điều tra khởi tố hàng loạt lãnh đạo nhân viên doanh nghiệp này, điển hình như Mai Thị Hồng Hạnh giám đốc, Nguyễn Thị Như Phương phó giám đốc, kế toán trưởng Đinh Tiến Dũng, Nguyễn Tấn Long, trưởng phòng kinh doanh hay như bị can Nguyễn Văn Thắng là phó giám đốc chi nhánh Hà Nội của công ty Xuyên Việt Oi. Theo kết quả điều tra, Cơ quan điều tra A09 xác định các bị can đã lợi dụng việc nhà nước giao thu hộ tiền trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu từ người tiêu dùng thông qua quản lý sử dụng tài sản công, các bị can đã không nộp tiền vào tài khoản theo quy định. Họ dùng thủ đoạn gian dối lập và sử dụng quỹ không đúng thực tế để chiếm đoạt cho mục đích cá nhân gây thất thoát cho nhà nước. Công an thành phố Hải Phòng đã thực hiện quy trình để tước danh hiệu công an nhân dân đối với hai nữ cán bộ công an có mặt tham gia bữa tiệc ma túy trao đổi với phóng viên, lãnh đạo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hải Phòng xác nhận Bùi Thị Ngọc Bích sinh năm 1988, trú tại 63 Điện Viên Phủ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, người vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng tạm giữ hình sự về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy là cán bộ của đơn vị. Trước đó như đã đưa tin, hồi 23 giờ 30 phút ngày 4 tháng 4, tại nhà của Tạ Vũ Trờ sinh năm 1978, con của một đại gia trong ngành xây dựng khá nổi tiếng tại Hải Phòng, ở một khu đô thị cao cấp thuộc phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy triệt xóa ổ nhóm sử dụng trái phép chất ma túy, bắt 12 đối tượng gồm 7 nam và 5 nữ. Qua kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện 9 trên 12 đối tượng dương tính với ma túy, thu giữ 0,13 gram ketamin và một số tăng vật có liên quan. Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm Nguyễn Thị Thanh Huyền sinh năm 1986, trú tại nhà số 0608 Paris, khu đô thị cao cấp, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng. Bùi Thị Ngọc Bích sinh năm 1988, trú tại 63 Điện Biên Phủ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng. Và Vũ Hoàng Cường sinh năm 1982, trú tại số 233 Phạm Văn Đồng, phường Hải Thành, quận Dương Kinh về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy để tiếp tục điều tra mở rộng. Nguồn tin riêng của báo Người lao động cho hay, vào thời điểm lực lượng công an xuất hiện. Trong số 5 chân dài có mặt tham gia bữa tiệc, ngoài Bùi Thị Ngọc Bích là cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ, còn có VA, nữ cán bộ đội hình sự kinh tế ma túy, công an quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng cũng dương tính với ma túy. Được biết, hiện công an thành phố Hải Phòng đã thực hiện quy trình để tước danh hiệu công an nhân dân đối với hai nữ cán bộ này.